với cá sấu sông Ninh, chúng sơ tái đồng loại như cơm bữa. Một sở thích quái đẳng của hoang dã. Vậy, bản chất thực sự của hành động này là gì? Cá sấu sông Ninh có thể dài tới 5 mét và nặng khoảng 225 kg. Nhưng cũng có trường hợp ghi nhận một số con nặng tới 775 kg, cũng được to hơn con cái khoảng 30%. 70% nguồn thức ăn của chúng là cá, nhưng chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ đối tượng nào, trong đó có cả thịt đồng loại. Mục tiêu đồng loại mà chúng nhắm đến chính là cá sấu non, cá sấu già yếu, bệnh tật chết. Việc ăn thịt đồng loại là bản chất sinh tồn. Tất cả đều được chúng quay về một đầu mối, thức ăn để sống tiếp. Nghĩa là cứ cái gì là thịt, dễ săn bắt thì đều là thức ăn của chúng. Chúng phải ăn để sống tiếp. Cá sấu non và đồng loại bị bệnh chết luôn là nguồn thức ăn dễ dàng kiếm ra nhất. Bản chất sinh tồn của chúng thì không bao giờ có khái niệm đạo đức, thiện ác, xấu tốt. Đôi khi, việc sơ tái đồng loại lại là một trong những yếu tố cân bằng sự sinh sôi của giống loài này. Hoặc có thể là xuất phát từ việc khan hiếm thức ăn, đã đẩy chúng đến con đường ăn thịt lẫn nhau. Nhưng chúng vẫn đang tuân theo rất tốt quy luật của tự nhiên, con lớn nuốt con bé. Chúng là loài bò sát máu lạnh ăn thịt đáng sợ nhất. Bất kỳ con vật nào muốn uống nước thì đều có nguy cơ đánh đổi cả tính mạng. Còn nếu muốn sang sông thì có kẻ phải dừng lại hẳn. Chiến thuật săn mồi của cá sấu sông Ninh thông minh hơn những gì ta tưởng. Cá sấu sẽ phục kích dọc mép nước, chỉ để lộ mắt và mũi ở phía trên. Nó chìm hoàn toàn xuống dưới nước và lướt vào vị trí mai phục. Nó bất động trong nhiều giờ, cho tới đúng thời điểm hoàn hảo để tấn công. Trong khi đó, những con linh dương đầu bò đang nghỉ ngơi để chuẩn bị vượt sông. Cho dù chúng có biết mối nguy hiểm ở dưới nước, nhưng chúng không thể biết mục tiêu ở vị trí nào để tránh. Tuy nhiên, việc đi săn gần mép sông đã có sự thay đổi. Cá sấu quyết định săn đuổi con mồi ngay giữa dòng sông, vì sẽ có nhiều con hỗn loạn, kiệt sức, dễ săn bắt hơn. Hôm nay, không có con cá sấu nào bị đói.